Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong thời lượng của tin mới 24 giờ. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới 24 giờ. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Nga Mỹ ngỡ ngàng, 5 vũ khí hủy diệt Việt Nam tự chế tạo khiến cho thánh nhái Trung Quốc cũng phải chào thua. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của kênh Trung Quốc hôm nay. Các bạn khán giả thân mến, dù đang sống trong thời bình, nhưng việc phát triển quốc phòng vẫn là rất cần thiết. Trước những mối xâm hại luôn rình rập, chờ đợi ta sơ hở, kẻ thù càng điên cuồng, quân đội thì càng cần phải tinh vi. Chính vì lẽ đó mà quân đội nhân dân Việt Nam của ta đã ấp ủ và đang dần hiện thực hóa bằng việc phát triển hàng loạt vũ khí tối tân, uy lực, tăng cường sức mạnh chiến đấu của binh lính, nghiên cứu sâu rộng nghệ thuật quân sự hiện đại để sẵn sàng với mọi tình huống, nhất là căng thẳng ở Biển Đông. Đáng tự hào thay, nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam có những bước phát triển đột phá, đã nghiên cứu, làm chủ, sản xuất và sửa chữa được hầu hết các loại vũ khí, trang bị cho bộ binh và nhiều vũ khí mới, tăng tiềm lực sức mạnh quốc phòng, giảm nhập khẩu từ nước ngoài. Ngày hôm nay thì kênh Trung Quốc hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin về 5 vũ khí tối tân do Việt Nam ta tự sản xuất, khiến cho cả thế giới phải kinh ngạc. Để chúng ta càng thêm phần tự hào về đất nước của mình, hãy cùng bắt đầu thôi nào! Vũ khí đầu tiên mà kênh Trung Quốc hôm nay muốn nhắc đến đó chính là vũ khí bơm hơi. Nhà máy Z-176 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã thành công trong việc chế tạo loại vũ khí bơm hơi, có thể kể đến như xe tăng T-55, tổ hợp tên lửa S-300 PMU-1, tiêm kích đa năng Su-30 MK-2. Việt Nam có thể chế tạo được các phương tiện ngụy trang vũ khí, trang thiết bị quân sự hiện đại, giành được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông của Nga cũng như trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc. Vũ khí bơm hơi Việt Nam chế tạo với công nghệ đặc biệt theo đúng kích thước của vũ khí thật, có thể triển khai và thu hồi trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, thì vũ khí bơm hơi được làm bằng vật liệu đặc biệt, rất khó có thể qua mắt được, phân biệt được chúng với vũ khí thật trong vòng 100m, thậm chí còn phát ra tín hiệu hồng ngoại hay phản xạ sóng radar như thật. Nhằm đánh lừa phương tiện trinh sát công nghệ cao, quân chủng không quân cũng đã tiến hành so sánh mô hình tiêm kích Su-30 khi mà bơm căng với một máy bay chiến đấu thực sự, và kết quả là rất khó để có thể xác minh được đâu là máy bay thật, là đâu là máy bay giả. Nếu chỉ dựa vào các bức ảnh do thám không được chụp từ vệ tinh hay là máy bay trinh sát, lợi ích của các loại vũ khí này là khiến cho đối phương lãng phí bom đạn hỏa lực khi mà họ tấn công các mục tiêu giả không có giá trị. Đơn cử như mỗi lần mất một quả tên lửa 2 triệu đô để bắn vào trận địa vũ khí bơm thì chẳng mấy chốc mà khánh kiệt nền kinh tế của đối thủ. Trong khi đó, lực lượng thật lại tập kích ở một khu vực hoàn toàn khác sẽ khiến cho quân địch bất ngờ, không kịp ứng phó. Theo trang quân sự Sina của Trung Quốc, việc sử dụng vũ khí ngụy trang là một chiến thuật đáng nể trong lịch sử quân sự thế giới, có thể gây nhầm lẫn cho kẻ thù, giảm bớt tỷ lệ tổn thất của thiết bị chiến trường, đồng thời còn đánh lừa được trinh sát tình báo của bên kia và che giấu mục đích chiến lược. Thật sự đó là điều mà quân đội Việt Nam đang làm rất tốt. Tờ báo của Nga đánh giá các sản phẩm của Việt Nam có bề ngoài giống đến kinh ngạc. Trong chiến tranh hiện đại, nó khiến cho đối phương tổn thất rất là nhiều về nỗ lực tiêu diệt nhầm mục tiêu giả, nâng cao khả năng sống sót của các mục tiêu thật. Họ còn tỏ ra khâm phục tài năng và trí tuệ của các kỹ sư quân sự Việt Nam khi có thể sản xuất được các hệ thống vũ khí ngụy trang bằng cao su có hình dáng bên ngoài rất giống các loại vũ khí nổi tiếng của các nước như Su-30, Su-300 MK-2 hay là S-300 PMU-1. Một số chuyên gia trong nước nhận định, những phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp khí ngụy trang này chắc chắn có sự góp phần không nhỏ với các ý tưởng đến từ lĩnh vực tư nhân. Rất nhiều tư nhân đã tỏ ra là những sản phẩm hoàn hảo như ô tô, trực thăng, thậm chí là nhà lầu, biệt phủ chủng loại. Thứ hai là pháo phòng không 6 nòng AK-630 là loại pháo cao tốc, tự động xoay nòng, mang 6 nòng cỡ nòng 30mm. Tuy nó được thiết kế với nhiệm vụ chủ yếu là phòng không, nhưng với tốc độ bắn là 5.000 viên trên 1 phút cùng với khả năng xoay 360 độ AK-630 có thể tiêu diệt các mục tiêu như tàu thuyền, máy bay, tên lửa chống hạm và các mục tiêu rất phức tạp khác.
Pháo phòng không AK-630M2 do Việt Nam sản xuất sau khi mua bản quyền thiết kế của Nga được cho là bản nâng cấp vượt trội so với dòng AK-630. Đó là quá trình nỗ lực nghiên cứu kéo dài suốt từ năm 2013. Loại pháo này là vũ khí tiêu chuẩn được trang bị trên chiến hạm Gepard và tàu tên lửa Monia của Hải quân Việt Nam với tốc độ lên tới 10.000 phát trên một phút. Với tốc độ bắn này thì khẩu AK-630M2 đủ tạo ra một màn lửa để hủy diệt mục tiêu. Loại đạn 30mm của pháo cũng đã được Việt Nam chế tạo thành công, giúp cho quân đội có thể khai hỏa thoải mái khi cần. Thứ ba là súng trường bắn tỉa hạng nặng OSV-96. Đây là một loại súng bắn tỉa hạng nặng mà nhà máy Z111 hoàn toàn tự sản xuất được, với cái tên là SBT-12M1 sau khi mà mua giấy phép thiết kế của Nga. Đây là mẫu súng bắn tỉa công phá với uy lực rất lớn nhờ sử dụng cỡ đạn 12,7 x 108mm. Với hàng loạt chi tiết tinh vi, đòi hỏi công nghệ sản xuất rất là cao, nên việc Việt Nam hoàn toàn tự sản xuất được đã khiến cho truyền thông thế giới khá bất ngờ. Theo thông số kỹ thuật trong Captaro thì vũ khí xuất khẩu của công ty của Nga thì súng có chiều dài tổng thể là 1.746mm với nòng dài 1.000mm, trọng lượng rỗng khi chưa lắp kính ngắm quang học là 12,9kg. Khẩu súng bắn tỉa này có nòng gắn tự do, sử dụng cơ chế nạp đạn bằng khí nén và thoi nạp đạn xoay phổ biến. Trong trạng thái hành quân, OVS-96 có thể gấp gọn lại để tiết kiệm không gian, nhưng sẽ rất nhanh chóng quay lại chế độ chiến đấu, chỉ thông qua một vài thao tác lắp đơn giản. Hộp tiếp đạn của OSV-96 có sức chứa là 5 viên, bộ phận loa che lửa đầu nằm thiết kế khá là độc đáo, có tác dụng làm giảm lực giật và tăng độ trụ. Đầu đạn bắn đi từ OSV-96 đạt sơ tốc đầu đạn là 860m/giây, tầm bắn hiệu quả là 900m vào ban đêm và lên tới 2000m vào ban ngày. Nếu như tích hợp thêm kính ngắm quang điện tử chuyên dụng, động năng của đầu đạn có thể xuyên thủng thép dày 20mm từ cự ly là 700m, nên OSV-96 thường được trang bị cho lực lượng đặc nhiệm với mục tiêu phá hủy trạm radar, trung tâm điều khiển, hệ thống cảm biến hoặc là các loại xe bọc thép hạng nhẹ. Vũ khí thứ tư mà chúng tôi muốn kể đến đó là hỏa thần diệt tăng RPG-29 Made in Việt Nam. Việt Nam đã làm chủ được công nghệ để sản xuất hàng loạt súng chống tăng RPG-29 và được đặt định danh trong nước là SCT-29. Theo nhiều nguồn tin, Việt Nam đã sản xuất thành công loại súng chống tăng cực kỳ nguy hiểm này từ khoảng năm 2014. Súng chống tăng RPG-29 nguyên gốc do Liên Xô sản xuất và được sử dụng trong biên chế nước này từ năm 1989 tới nay. Việt Nam đã nhập số lượng lớn súng này và mua giấy phép để sản xuất trong nước. Phiên bản RPG-29 do Việt Nam sản xuất có tên gọi là SCT-29. Ngoài việc tự sản xuất được súng, chúng ta còn tự sản xuất được đạn và đặt định danh là DCT-7, ra đời để thay thế cho RPG-7 và RPG-16. Súng chống tăng RPG-29 do Liên Xô sản xuất được đánh giá có thể tiêu diệt hầu hết các loại xe tăng hiện đại nhất hiện nay. Tại chiến trường Syria, RPG-29 tiếp tục cho thấy sự cực kỳ nguy hiểm của mình. Thậm chí việc loại vũ khí này rơi vào tay phiến quân của Syria khiến cho Nga và Mỹ rất lo ngại. Với sức mạnh vượt trội của loại đạn 2 tầng thuốc nổ, RPG-29 được coi là hỏa thần đáng sợ, có thể phá hủy các loại xe tăng hiện đại bao gồm cả M1 A2 Graham lẫn T-90A của Nga. Độ cơ động cao, dễ sử dụng, lại có giá thành rẻ hơn hẳn so với các loại tên lửa chống tăng, khiến cho RPG-29 tràn ngập trên chiến trường Iraq và Syria. Tại Trung Đông thì RPG-29 diệt cả vua tăng MK4, do đó đây là một loại vũ khí chống tăng nhằm nằm trong top bán chạy của thị trường vũ khí chợ đen. Súng được thiết kế đơn giản, với ống phóng đường kính là 105mm, ống phóng ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu với chiều dài là 1,85m, trọng lượng khi có đạn khoảng 18,8kg. Với kích cỡ trọng lượng đó thì RPG-29 có thể mang vác cũng như bắn từ trên vai người lính. Tổ tác chiến của RPG-29 từ 2 cho tới 3 người, trên ống phóng được tích hợp kính ngắm 1P38 với độ phóng đại là 2,7 lần, kính nhìn đêm là 1PN512. Súng chống tăng RPG-29 được trang bị hai loại đạn, gồm có đạn xuyên giáp liều đúp PG-29V và đạn nhiệt áp.
TPG-29V. Trong đó thì đạn PG-29V chuyên dùng chống xe tăng bọc thép phản ứng nổ. Đạn PG-29 gồm có hai đầu đạn, đạn lõm phía trước cỡ 64mm, chịu trách nhiệm phá giáp cảm ứng nổ gắn trên xe tăng. Đầu đạn thứ hai cỡ 105,2mm, xuyên giáp chính của xe. Vì thế, hầu như các loại xe tăng ít có cơ hội thoát hiểm nếu như bị RPG-29 bắn trúng. Và cuối cùng, trong 5 danh sách vũ khí tối tân này, chúng ta sẽ cùng bàn tới máy bay không người lái. Máy bay chiến đấu có người lái hiện đại là không hề đơn giản. Nếu như lao vào đầu tư sẽ rất lâu mới có thể đuổi kịp được những siêu cường hàng đầu trên thế giới. Vì vậy, Việt Nam đã quyết định chuyển hướng sang loại máy bay quân sự không người lái hạng nhẹ với rất nhiều ưu điểm trong tác chiến hiện đại. Tất nhiên là chúng phải hoàn toàn vượt trội so với các mẫu UAV M96 và M96R, cũng do chính tay người Việt thiết kế chế tạo từ năm 1996. Trong những năm gần đây thì rất nhiều UAV Việt Nam tự sản xuất đã ra đời, mà điển hình là những UAV quân sự do Viện Kỹ thuật Phòng không Không quân sản xuất. Tương đối nổi bật là mẫu UAV-02 được thiết kế và trình làng vào năm 2013. Với hai động cơ phản lực, sải cánh là 2,8m, chiều dài thân là 2,5m, tốc độ lên tới 350 km/h, bán kính hoạt động là 100 km, trần bay tối đa là 8.000m. UAV-02 nặng 38kg khi mà nạp đủ nhiên liệu với thời gian hoạt động tối đa là 45 phút. Sau đó, với sự nâng cấp mạnh mẽ dòng UAV-03 ra đời, sử dụng động cơ phản lực thế hệ mới cho tốc độ cận âm, thể tích bình nhiên liệu lớn hơn, giúp thời gian bay lâu hơn. Nó có tổng khối lượng lên tới 70kg khi mà nạp đủ nhiên liệu. Viện hàng không vũ trụ của tập đoàn Viettel cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Dòng UAV do họ chế tạo có sải cánh là 3,3m, khối lượng 26kg, vận tốc đạt là 150km/h. Cự ly hoạt động 50km, nó có khả năng hoạt động trong thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ xuống tới 10 độ C, trinh sát bằng camera hồng ngoại Full HD, giúp tạo ra những cảnh quay sắc nét ngay cả vào ban đêm, đồng thời cho phép nhận dạng đối tượng từ khoảng cách 600m. Vào cuối năm 2013, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã công bố 5 mẫu UAV, trong đó loại lớn nhất có tầm hoạt động là 100km, trần bay là 3km, tốc độ tối đa là 180km/h, thời gian bay trên 6 giờ bất kể điều kiện ngày hay đêm. Không dừng ở đó, những năm gần đây Việt Nam đã thử nghiệm thành công UAV tầm xa, đó là chiếc HS-6L có sải cánh khá là lớn, dài khoảng 22m, tốc độ trên 200km/h. Tầm bay lên tới 4.000km, thời gian sử dụng liên tục 30 năm giờ và sử dụng hệ dẫn đường vệ tinh. HS-6L có khả năng mang camera trinh sát, radar và có thể nâng cấp để mang vũ khí. Với việc trang bị động cơ Rostar 914 của Áo, khiến cho HS-6L của Việt Nam có khả năng cơ động không khác gì những UAV hàng đầu thế giới như là MQ-1 Predator của Mỹ, Hermes 900 của Israel. Nhiều chuyên gia cho rằng loại UAV của Việt Nam không chỉ có tác dụng trinh sát, tấn công bằng các loại vũ khí mang theo, mà thậm chí còn có thể tấn công theo kiểu kamikaze nếu cần. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi đến quý vị trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại!